Đó. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa em gái mình đi mua xe. Còn mời các bạn đi theo mình. Đi từ đây xuống lên thành phố thì hết tầm khoảng 40 km.
Rồi ok, mình đã có mặt tại cửa hàng. Cái này là cửa hàng à? Cửa hàng xe máy Hùng Lương bạn nhé. Xe máy Hùng Lương. Mình định đi mua ở chỗ Hà Hường nhưng mà chỗ Hà Hường họ không có xe. Đây em gái mình đây. Đang rất là hồi hộp. Rồi anh. Đây, em mình chọn con này đấy các bạn nhé. Đó. Em nó phải lên đường. Lên đường nhập ngũ. Đi thôi em, đi vào trong kia. Bạn xoan xoan đấy các bạn nhé. Sau bao nhiêu ngày tháng tích góp thì bây giờ em cũng đã rước được một em đi về. Về bên nhà chồng. Đó, bắt đầu lên sàn. Zenith màu xám bạc, xám nhám. Rồi ok. Tí nữa mình sẽ đi dán ni lon các bạn nhé. Lắp ráp. Cái này là bên xưởng, bên cửa hàng chi nhánh của họ nên là không có nhân viên nữa các bạn. Cửa hàng tổng hợp các loại xe và mô tô phân phối lớn, định riêng các kiểu. Cái nó bị ấy không lấy được, trong kia còn một cái đâu mất.
mình đã mua xe xong và dán nylon cũng xong rồi. Bây giờ hai anh em chuẩn bị đi về, đang ở cây xăng, bơm xăng, đang ở thành phố. Bây giờ chuẩn bị đi về các bạn nhé, bơm xăng xong mình sẽ đi về. Tí nữa về đến nhà mình sẽ lại tiếp tục, mời các bạn theo dõi nhé.
Ok, giờ đã về đến nhà. Về đến nhà, cái wifi có ngay. Đây nhá các bạn nhá, mình đã về đến nhà rồi. Thành viên mới đó. Gì? Đây nhá. Nhà mình toàn Yamaha này. Fan của Yamaha nhé các bạn nhé. Đây mình cũng đi Yamaha luôn. Chủ nhân của xe đây. Bây giờ mình về đến nhà rồi. Chiều mình sẽ đi đăng ký rồi mình quay video tiếp cho các bạn xem. Nếu bạn nào chưa biết đăng ký nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đừng quên chia sẻ nữa nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn.